Xin chào tất cả các bạn, tôi là bác sĩ Mai Minh Vương đến từ hệ thống nha khoa lồng ngực Intech. Tiếp theo các ca lâm sàng về implant thì các ca trước tôi đã show các bạn xem một vài ca như các trường hợp mất một răng cửa, hai răng cửa hay các trường hợp mất bốn răng cửa. Và sau tất cả các ca đấy thì có rất nhiều các câu hỏi đặt đến tôi là các bệnh nhân mà làm giải phóng nắp rồi thì có cắm được implant không. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ các bạn một ca lâm sàng bệnh nhân mất một răng cửa đã làm giải phóng nắp và đến với chúng tôi cắm ghép implant. Sau đây cùng mời các bạn cùng đón xem. Đây là một bệnh nhân nam đến với chúng tôi trong tình trạng bệnh nhân mất một cái răng 1-1. Bệnh nhân mất cái đây khoảng tầm 7 năm và bệnh nhân đã làm một hàm giả tháo nắp. Thì như ra quan sát thì cái răng 1-1 bệnh nhân làm hàm giả tháo nắp bằng nhựa, có một cái tay móc bằng sắt kim loại móc sau răng 22. Thì theo quan sát thì thẩm mỹ cái răng này không được đẹp cho lắm. Răng 1-1 hiện tại đang ngắn hơn so với răng 21. Thứ hai là có cái tay móc kim loại vòng sau răng 1-2 trông là rất bị nộ và thiếu thẩm mỹ. Thì chúng tôi tiến hành tháo bỏ cái hàm răng cạn này ra và kiểm tra. Thì đây là hình ảnh mà chúng tôi chụp lại sau khi tháo bỏ cái răng cạn. Chúng ta có thể thấy rõ là sau khi một thời gian đeo hàm giả tháo nắp cùng với tình trạng bệnh nhân mất răng lâu năm thì xương hàm tại vị trí răng 1-1 bị tiêu nõm đi rất là nhiều. Chúng thấy rằng xương vị trí răng 1 rất là mỏng. Thì sau khi mất răng 1-1 khá là lâu rồi thì răng 21 và răng 12 bị đổ một khoảng mất răng. Do đó chúng ta thấy rõ ràng cái đường giữa của răng đã bị xô lệch đi. Thì kế hoạch đặt ra là mình sẽ phải chỉnh nha để kéo giãn cái răng 21 về đúng vị trí của nó và căn chỉnh lại đúng đường thẩm mỹ. Đây là hình ảnh phim X quang của bệnh nhân ngay tại thời điểm khi tôi thăm khám. Thì trên phim X quang này chúng ta có thể thấy rõ rằng cái răng 21 và răng 12 bị nghiêng và khoảng mất răng rất là nhiều. Và răng 1-1 thì khoảng còn lại rất là bé. Và nếu chúng ta cắm ghép implant mà không có cái đợt chỉnh nha hay điều chỉnh các răng bên cạnh thì sẽ dẫn đến răng 21 hình dạng rất là bé về sau này và thẩm mỹ thì không thể đạt tối đa được. Như vậy thì chúng tôi đã cắm ghép cho bệnh nhân một implant vào vị trí răng 1-1 và kết hợp với đó trong thời gian chờ đợi chúng tôi sẽ chỉnh nha để kéo giãn hai răng 21 và răng 12 về đúng vị trí của nó và trả lại khoảng phục hình cho răng 1-1. Và đây là hình ảnh phim X quang của bệnh nhân ngay sau khi cắm ghép implant. Thì tôi đã cắm ghép cho bệnh nhân implant răng 1-1 trước. Và sau khi cắm ghép implant thì đợi lành thương mô mềm, chúng tôi bắt đầu tiến hành cắn mắc cài và chỉnh nha để tạo lại khoảng răng 1-1. Đây là sau hình ảnh sau khoảng tầm 20 ngày. Khi mà mô mềm tại vị trí cắm ghép răng 1-1 đã lành nặng thì chúng tôi tiến hành gắn các mắc cài sang các răng bên cạnh ở hàm trên và tiến hành chỉnh nha để kéo giãn răng 21 và răng 12 về đúng vị trí của nó, trả lại phòng phục hình. Đối với bệnh nhân này thì tôi chỉnh nha trong vòng khoảng tầm 4 tháng. Thì sau đây là kết quả sau 4 tháng. Đây là hình ảnh bệnh nhân đến với tôi thăm khám sau 4 tháng điều trị. Răng 21 thì đã được dựng chụp thẳng, đường giữa răng thì đã về đúng với đường giữa của nó, khớp với đường giữa của răng cửa hàm dưới. Khoảng cách khoảng phục hình của răng 1-1 và răng 21 tương đối bằng nhau. Và chúng tôi tiến hành lấy dấu và phục hình răng cho bệnh nhân. Đây là hình ảnh chụp phim của chúng tôi khi kiểm tra kết nối được khi lấy dấu. Thì trên phim mà chúng ta có thể thấy rõ là cái răng 21 và răng 12 không còn đổ vào cái khoảng của răng 1-1 nữa. Chúng là được dựng thẳng lại. Và cái khoảng phục hình của răng 1-1 này với răng so với răng 21 này tương đối bằng nhau. Chúng tôi tiến hành lấy dấu và làm lại răng tạm trên ướt mình để hướng dẫn cái mô mềm. Đây là hình ảnh cái răng tạm được làm trên ướt mình và kết nối trực tiếp với implant bên dưới để hướng dẫn cái mô mềm, tạo hình các cái nhú lợi để đạt được thẩm mỹ tối đa cho bệnh nhân và răng sau này. Và chúng tôi tiến hành làm băng sứ. Và đây chính là kết quả của bệnh nhân sau khi lắp băng sứ. Chúng ta có thể thấy rõ rằng cái răng 1-1 và răng 21 thì tương đối bằng nhau. Về chiều dài thì đạt được thẩm mỹ đúng. Và thứ ba là màu sắc thì tương đối tốt. Một cái quan trọng nữa đối với răng implant đó là chúng tôi đã khôi phục được lại các cái nhú lợi của bệnh nhân. Như các bạn đã thấy thì một trường hợp mà mất răng lâu năm, bệnh nhân đã từng đeo hàm giả tháo nắp, nhưng chúng tôi vẫn thực hiện được cắm ghép implant thành công và khôi phục lại được cái thẩm mỹ tối đa cho bệnh nhân. Do vậy các bạn không phải e ngại các trường hợp như mình đang đeo hàm giả tháo nắp hay đeo cầu răng mà muốn chuyển sang răng implant. Những trường hợp đó thì hoàn toàn có thể thực hiện được. Trên đây là ca lâm sàng của tôi. Rất mong rằng những chia sẻ của ca lâm sàng vừa rồi có thể giúp ích được cho các bạn trong các trường hợp lựa chọn phương pháp để phục hình răng giả đã mất.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo. Nha khoa Lạc Việt, chất lượng điều trị là trên hết.